Kính thưa quý vị, bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Vừa qua, thì ít nhất 14 người đã tử vong, 80 người bị thương và 10.000 người khác phải sống trong cảnh thiếu điện do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi dày đặc ở Nhật Bản. Nguyên nhân gây thương tích lớn nhất là người dân đã bị trượt chân, ngã khi đi trên đường trơn do mưa tuyết. Theo các báo cáo của địa phương, tuyết rơi dày xuất hiện khắp khu vực phía bắc và phía tây của Nhật Bản, khiến giới chức nước này phải phát đi cảnh báo để người dân được an toàn trong trận bão tuyết mùa đông năm nay. Hôm 23 tháng 12, bộ trưởng phòng chống thiên tai Koichi Tani đã cùng với thủ tướng Fumio Kishida kêu gọi người dân cảnh giác cao độ, đặc biệt vào dịp giáng sinh cuối tuần này. Theo đó, người dân chỉ nên ra khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết. Theo Street Times Khoảng 200 chuyến bay nội địa đã bị hoãn hôm 23 tháng 12, trong khi có 58 đoàn trên 15 đường cao tốc đã bị cấm do ảnh hưởng của tuyết rơi. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về tình trạng tuyết rơi dày đặc kéo dài đến ngày 26 tháng 12. Cơ quan này cũng tiết lộ bão tuyết và sóng cao ở phía bắc và dọc theo bờ biển Nhật Bản có thể gây ra lớp tuyết dày tới 60 cm.